bằng bộ tàu và từ Rạch Giá, Hà Tiên đi đảo Phú Quốc, Nam Du và ngược lại phải tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu. Nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, từ tối ngày 1 tháng 9 đã có nhiều du khách đến Rạch Giá để sáng nay ra Phú Quốc, Nam Du tham quan. Khi hay tin tàu ngưng chạy, nhiều du khách vẫn nán lại chờ đợi hoặc tìm địa điểm khác tham quan. Ông Võ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, sáng nay, ngày 2 tháng 9, trên vùng biển Tây Nam có gió mạnh, sóng to nên cảng vụ đã tạm ngưng cấp phép hoạt động các tuyến tàu và cao tốc từ Rạch Giá đi Phú Quốc, Nam Du, Hà Tiên đi Phú Quốc. Khi thời tiết tốt, tàu và sẽ hoạt động trở lại.